Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối ngày 24 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình hôm nay. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật lưu trữ sửa đổi. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp duy trì cải thiện và nâng cao các chỉ số PA Index, CPAP, PAPI tỉnh Lào Cai năm 2024. Đoàn công tác Hiệp hội ẩm thực Nhật Bản Việt Nam làm việc tại Lào Cai. Cây lê nhà mình, mô hình sáng tạo gắn sản xuất nông nghiệp với du lịch, dịch vụ tại xã Nậm Pung, huyện Bát Sát. Tin quốc tế, Hàn Quốc kỷ niệm ngày đất ngập nước thế giới 2024. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, hôm nay 24 tháng 5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật lưu trữ sửa đổi. Mở đầu buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thay mặt Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân trong vụ cháy, làm 14 người chết và 3 người bị thương, xảy ra tại số 1, ngõ 43 trên 98 trên 31, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, vào rạng sáng ngày 24 tháng 5. Đồng thời đề nghị Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các lực lượng chỉ đạo nhanh chóng khắc phục hậu quả, dành mọi ưu tiên cứu chữa người bị thương, kịp thời giúp đỡ gia đình người bị nạn sớm ổn định tinh thần, bảo đảm cuộc sống. Thảo luận tại hội trường về dự thảo luật lưu trữ sửa đổi, các đại biểu Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn như thẩm quyền quản lý tài liệu lưu trữ, thời hạn nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử, lưu trữ tài liệu điện tử, hoạt động dịch vụ lưu trữ, bổ sung quy định về ngày lưu trữ Việt Nam và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Trong phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu Quốc hội đã tiến hành thảo luận tại tổ về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cảnh vệ và dự án luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi. Dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, sáng nay 24 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số PA Index, CPAP, PAPI tỉnh Lào Cai năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Giàng Sao Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân. Tham dự còn có đại diện chuyên gia vụ cải cách hành chính Bộ Nội vụ và chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. Năm 2023, chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh PA Index của Lào Cai đạt 90,6 điểm, xếp thứ 7 trên 63 tỉnh, thành phố, tăng 3,67 điểm và tăng 4 bậc so với năm 2022. Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước CPAS đạt 88,76%, xếp thứ 6 trên 63 tỉnh, thành phố, tăng 4,79% và tăng 3 bậc so với năm 2022. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI đạt 42,107 điểm, xếp thứ 33 trên 61 tỉnh, thành phố, tăng 1,71 điểm và tăng 19 bậc so với năm 2022. Để duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số PA Index, CPAS, PAPI, tỉnh Lào Cai năm 2024, ý kiến phát biểu của chuyên gia đại diện các sở ngành địa phương cho rằng cần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế những văn bản, thủ tục không cần thiết, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản về cải cách hành chính, chấn chỉnh hiện tượng cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà, chủ động nắm bắt, giải quyết kịp thời phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính. Các cấp ngành thường xuyên rà soát, cập nhật, đơn giản hóa, công bố công khai đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Quốc Khánh ghi nhận sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành trong việc duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số PA Index, CPAS, PAPI. Đồng chí đề nghị tiếp tục nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện gắn với kiểm tra, giám sát nhiệm vụ cải cách hành chính. Ban chỉ đạo cải cách hành chính,
Thủ trưởng các sở ban ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ công tác cải cách hành chính, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024. Trong đó tập trung xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đẩy mạnh chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, chú trọng tuyên truyền chính sách, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến đến người dân, doanh nghiệp. Mục tiêu là nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền các cấp, xây dựng nền hành chính hiệu lực hiệu quả. Chiều nay 24 tháng 5, đoàn công tác của Hiệp hội Ẩm thực Nhật Bản Việt Nam do ông Matsuo Tomoyuki, Chủ tịch Hiệp hội làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai. Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Tại buổi làm việc, ông Matsuo Tomoyuki, Chủ tịch Hiệp hội Ẩm thực Nhật Bản Việt Nam khẳng định cây tam giác mạch ở các tỉnh khu vực Tây Bắc Việt Nam rất có giá trị. Hiện nhu cầu nhập khẩu hạt tam giác mạch thô của Việt Nam để làm mì soba tại Nhật Bản là rất lớn. Hiệp hội Ẩm thực Nhật Bản Việt Nam mong muốn sẽ có sự trao đổi với tỉnh Lào Cai về tiềm năng thế mạnh của cây tam giác mạch và một số sản phẩm đặc hữu khác. Cùng với đó là cơ chế hỗ trợ, phối hợp triển khai thực hiện dự án 110 sản phẩm của Hiệp hội. Trả lời các câu hỏi của đoàn công tác về tiềm năng, sự hỗ trợ khi triển khai các dự án tại tỉnh Lào Cai, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường khẳng định tỉnh sẽ hỗ trợ về mặt bằng sạch và thủ tục pháp lý nếu Hiệp hội đặt nhà máy sản xuất nguyên liệu và các sản phẩm từ hoa tam giác mạch tại Lào Cai. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn, cùng với những nỗ lực xúc tiến thương mại, nâng cao giá trị của sản phẩm nông nghiệp của các địa phương trong nước, Hiệp hội Ẩm thực Nhật Bản Việt Nam sẽ giới thiệu các giá trị văn hóa đặc sắc, tiềm năng phát triển, thu hút khách du lịch đến với Lào Cai. Trước khi diễn ra buổi làm việc, đoàn công tác Hiệp hội Ẩm thực Nhật Bản Việt Nam đã đi khảo sát về các sản phẩm nông nghiệp đặc hữu tại huyện Bắc Hà và Simacai. Chiều nay 24 tháng 5 tại Lào Cai, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ phối hợp tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Chủ trì hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy hai địa phương. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai đã trao đổi, chia sẻ một số kinh nghiệm về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12 và kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Lãnh đạo đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy hai tỉnh Lào Cai và Phú Thọ cũng đã chia sẻ kinh nghiệm, những khó khăn vướng mắc và giải pháp khắc phục trong công tác tham mưu, công tác tổ chức xây dựng Đảng, việc quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên, nhất là kết nạp đảng viên mới trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, tạo nguồn kết nạp đảng viên tại khu dân cư, phát triển đảng viên là học sinh sinh viên các trường trung học phổ thông, cao đẳng, đại học trên địa bàn. Từ đó giúp Ban Tổ chức Tỉnh ủy hai tỉnh nghiên cứu, vận dụng vào điều kiện thực tiễn địa phương, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, 9 trên 9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ 2024-2029. Đây không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu sự khởi đầu cho hoạt động của hệ thống mặt trận cấp huyện trong nhiệm kỳ mới, mà còn tạo tiền đề tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ 16 nhiệm kỳ 2024-2029. Trang trọng, vui tươi, sôi nổi là không khí tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sapa lần thứ 23, nhiệm kỳ 2024-2029 vừa mới hoàn thành vào chiều ngày 23 tháng 5. Cùng với quyết nghị các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động cho nhiệm kỳ mới, Đại hội đã hiệp thương cử 61 đại biểu tham gia vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã khóa mới, đảm bảo đúng quy trình, cơ cấu và trình độ. Làm tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt là toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, là làm tốt công tác vệ sinh môi trường gắn với đề án Sapa sạch, tạo được cái sức sống mới cho nhân dân. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, giữa tháng 5, Mặt trận Tổ quốc huyện Simacai cũng đã tổ chức thành công Đại hội cấp huyện. Nhiệm kỳ này, nhiều cá nhân tiêu biểu, người uy tín trong cộng đồng tham gia vào mặt trận khóa mới được kỳ vọng sẽ là những nhân tố tích cực, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương. Chúng tôi cũng rút kinh nghiệm từ nhiệm kỳ 2019-2024. Nhiều đại biểu là
đại biểu tiêu biểu rồi là người có uy tín, nhưng mà thực sự là năng lực rất cũng khá là hạn chế. Lựa chọn những người vừa tiêu biểu nhưng mà cũng có đủ khả năng để tiếp thu, giải thích, giải trình cái kính của nhân dân. Tổ chức đại hội trang trọng hiệu quả, thông qua đại hội 531 vị ủy viên được bầu tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp khóa mới. Đặc biệt, đại hội cấp huyện thị đã quyết nghị chương trình hành động, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của nhiệm kỳ 2024-2029. Trong đó, xây dựng khu dân cư đoàn kết, đồng thuận, an ninh an toàn, ấm no hạnh phúc là nhiệm vụ trọng tâm. Hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch, thành công của đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện thị là tiền đề quan trọng để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai tổ chức thành công đại hội cấp tỉnh, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 7 tới. Thì chúng tôi đã tổ chức họp và lấy ý kiến của các thành viên trong tiểu ban, và trên cơ sở đó thì sẽ dự thảo và xây dựng cái đề án nhân sự của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029, cũng như là đề án ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ 16 này. Dự kiến là đến hết 31 tháng 5 thì chúng tôi sẽ hoàn thiện xong tất cả các đề án và sẽ đăng ký để báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đảm bảo đúng kế hoạch. Thành công của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của hệ thống mặt trận và các tổ chức thành viên trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực mới cho sự phát triển của địa phương. Sáng nay 24 tháng 5, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn quán triệt phổ biến luật thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Dự hội nghị có đại diện vụ pháp chế, thanh tra chính phủ, lãnh đạo thanh tra tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành. Luật thanh tra năm 2022 gồm 8 chương, trong đó bổ sung 2 chương mới, 118 điều, tăng 30 điều so với luật thanh tra năm 2010. Hiện chính phủ đã ban hành 2 nghị định hướng dẫn thi hành, gồm nghị định số 43 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thanh tra năm 2022, nghị định số 03 về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt các nội dung của luật và một số điểm mới về tổ chức hoạt động của cơ quan thanh tra, trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra, xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, bổ sung các quy định tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm thanh tra viên, đồng thời trao đổi, giải đáp những vấn đề mới vướng mắc giữa quy định và thực tiễn trong quá trình triển khai thi hành luật thanh tra năm 2022 và các nghị định hướng dẫn thi hành luật. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành chỉ thị số 05 về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu người đứng đầu các sở ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị liên quan chỉ đạo sâu sát toàn diện, phối hợp nhịp nhàng chặt chẽ, hiệu quả, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện cho việc tổ chức kỳ thi theo đúng quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo quán triệt đầy đủ quy chế thi và các văn bản hướng dẫn thi tới các lực lượng tham gia, tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ làm nhiệm vụ coi thi, chấm thi, thanh tra, phổ biến hướng dẫn thực hiện quy chế thi cho tất cả các thí sinh, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm quy chế. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, tỉnh Lào Cai thành lập một hội đồng thi, tổ chức coi thi tại 26 điểm thi đặt ở các huyện, thị xã, thành phố với 8.334 thí sinh. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sẽ được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 6. Nguồn tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng chiều tối và đêm nay 24 tháng 5, Lào Cai có mưa, mưa rào và dông rải rác. Nhiều địa phương có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Tâm điểm mưa nhiều khả năng tập trung tại các huyện Bảo Thắng, Bảo Yên, Bắc Hà, Mường Khương, Bát Sát, thị xã Sapa và thành phố Lào Cai. Mưa to cục bộ làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất đá ở những nơi có địa hình dốc, ngập lụt tại vùng trũng, vùng thấp, ven hai bên bờ sông, suối. Ngoài ra, mưa dông thường đi kèm hiện tượng cực đoan như mưa đá, lốc tố, gió giật mạnh và sét đánh ở các huyện vùng cao, ngập úng các đường phố thấp, khu vực nội thị trấn, thị xã và thành phố. Vì vậy, các địa phương và người dân cần chủ động các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan gây ra.
Với hơn 170 hecta lê VH6, Nậm Pung đang là vùng lê hàng hóa lớn nhất của huyện Bát Sát. Và để gia tăng giá trị cho cây trồng tiềm năng này, mô hình sáng tạo gắn sản xuất với hoạt động dịch vụ du lịch với tên gọi Cây Lê Nhà Mình đã được thử nghiệm tại vườn lê Nậm Pung với sự tham gia của nhiều hộ dân bản địa. Trong phóng sự sau, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Thu Hường đến với mô hình độc đáo này. Khu vườn này đã có hơn 50 cây lê được gắn biển tên. Vào mùa lê chín thì chủ nhân của những cây lê này sẽ được tự tay hái những quả lê chín mọng từ chính cây lê mang tên của mình. Và hơn nữa thì họ cũng sẽ được người quản lý khu vườn cập nhật hình ảnh của cây lê trong suốt quá trình cây ra hoa kết trái. Mô hình cây lê nhà mình đang là điểm nhấn tại vùng lê Nậm Pung, huyện Bát Sát. Em cho xem cây của chị nữa. Đây, ta là... Biển đây, biển của... Xay mà chị, mà đẹp lắm. Bọc như thế này bây giờ là không bị sâu với là giữ cái độ của quả lê ạ, mấy nữa nó sẽ vào ương ra. Cứ 1 tuần đến 2 tuần là cứ cập nhật lại cho các anh chị một lần. Để gửi thì như các anh chị khách ở Hà Nội ạ, có 2 khách là ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì họ rất là phấn khởi. Họ bảo là chắc chắn là họ sẽ lên trực tiếp để hái với là rủ cả bạn bè lên. Vườn lê được rễ sạch cỏ, vin cành, tạo tán sớm, dáng cây đẹp. Năm nay thời tiết thuận lợi, khu vườn này cho trái tương đối sai và đều. Từng quả lê được bọc cẩn thận, với những cây lê đã có tên lại càng được chăm sóc kỹ càng hơn. Những cây lê này thì là sẽ được chăm sóc rất là tốt và cắt tỉa rất là bài bản để cho nó đảm bảo cái chất lượng quả cho nó rất là tốt, để mình chăm sóc khi nào người ta lên hái quả thì lúc đấy người ta cũng cảm thấy vui. Để phát triển bền vững, vùng lê Nậm Pung thường xuyên được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn, chăm sóc theo đúng quy trình, từ vin cành, tạo tán, bọc quả, tuân theo từng thời kỳ phát triển của cây. Phương án tiêu thụ sản phẩm cũng được địa phương tính đến, thông qua các chương trình lễ hội, trải nghiệm mùa hoa, mùa quả hay như mô hình cây lê nhà mình. Đối với cái mô hình này thì là chúng tôi thấy rằng là đang phát huy là có hiệu quả, cho nên là chúng tôi sẽ tiếp tục để tuyên truyền và quảng bá và nhân rộng cái mô hình này đến với các hộ dân. Sau đó thì cũng muốn là qua cái kênh này để du khách người ta biết nhiều hơn và người ta sẽ đến với Nậm Pung. Năm 2023 đã có thêm 70 hecta lê VH6 được trồng tại Nậm Pung. Cùng với sự xuất hiện của mô hình thí điểm gắn sản xuất nông nghiệp với du lịch, dịch vụ đã củng cố niềm tin cho bà con người Dao, người Hà Nhì ở Nậm Pung vào giá trị kinh tế của loại cây trồng này. Tiếp tục chương trình, khẩn trương xác định danh tính người bị nạn trong vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính. Ra mắt bục trao giải Olympic Paris 2024. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng làm 14 người tử vong và 3 người bị thương xảy ra tại số 1 ngõ 43/98/31 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội vào rạng sáng 24 tháng 5. Quận ủy Cầu Giấy đã chỉ đạo các tổ công tác của quận nhanh chóng khắc phục hậu quả, tổ chức thăm hỏi, động viên, cứu chữa người bị thương, giúp đỡ gia đình người bị nạn sớm ổn định tình hình cuộc sống. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân quận chỉ đạo thực hiện xác định danh tính người bị nạn, phối hợp tổ chức tang lễ cho người đã mất, thăm hỏi người bị thương, hỗ trợ gia đình người bị nạn, phối hợp với các sở ngành thành phố để thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ đối với gia đình người bị nạn, đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, ứng phó kịp thời, không để xảy ra cháy nổ. Trước đó, vào hồi 0 giờ 46 phút ngày 24 tháng 5, tại số 1 ngõ 43/98/31, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, xảy ra vụ cháy. Ngay sau khi nhận tin, lãnh đạo quận, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của công an quận và phường Trung Hòa đã đến hiện trường, phối hợp cùng lực lượng chức năng của thành phố chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Tỉnh Thanh Hóa có số lượng móng cột néo dự án đường dây 500 kV mạch 3 nhiều nhất. Đến thời điểm hiện tại, cơ bản đã hoàn thành bàn giao để thi công. Toàn bộ 299 vị trí móng cột đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, 120 khoảng néo đã đạt trên 87%. Tại các điểm thi công, nhà thầu, đơn vị thi công đang tăng ca để về đích theo kế hoạch. Các địa phương tập trung quyết liệt đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 qua tỉnh Thanh Hóa với tổng diện tích cần bàn giao khoảng 13 hectare.
Thanh Hóa cam kết đến trước ngày 30 tháng 5 sẽ bảo đảm toàn bộ mặt bằng hành lang tuyến sạch và đủ điều kiện cho đơn vị thi công thực hiện dự án. Tin thế giới, nhận lời mời của Tổng thống nước chủ nhà, Tổng thống Nga đã tới thủ đô Minsk, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Belarus kéo dài 2 ngày. Thông báo của văn phòng báo chí Điện Kremlin, cuộc gặp và hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo sẽ diễn ra tại Dinh Độc Lập ở Minsk với hai hình thức, họp hẹp và họp mở rộng. Văn phòng báo chí của Tổng thống Lukashenko cho biết, trọng tâm của các cuộc hội đàm sẽ là hợp tác song phương giữa Nga và Belarus. Chuyến thăm Minsk là chuyến công du nước ngoài thứ hai của Tổng thống Putin kể từ khi nhậm chức nhiệm kỳ mới vào ngày 7 tháng 5. Trước đó, ông đã thăm Trung Quốc. Ngày 29 tháng 5 tới, cử tri Nam Phi sẽ đi bỏ phiếu để bầu ra quốc hội gồm 400 thành viên trong cuộc tổng tuyển cử 5 năm một lần kể từ khi chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc vào năm 1994. Cuộc bầu cử này sẽ là tiền đề để bầu ra tổng thống tiếp theo của quốc gia. Cuộc bầu cử ngày 29 tháng 5 tới được kỳ vọng sẽ cho thấy sự tín nhiệm của cử tri dành cho Đảng Đại hội Dân tộc Phi, ANC, đang cầm quyền từ khi chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc. Các cuộc thăm dò dự đoán đảng này có thể nhận dưới 50% phiếu bầu toàn quốc. Khác với trước, năm nay, mỗi cử tri sẽ nhận 3 lá phiếu để bầu theo 3 danh sách ứng viên. Quốc hội mới sẽ bầu tổng thống tiếp theo của Nam Phi. Nếu không có đảng nào chiếm đa số, các đảng sẽ phải liên minh để bầu tổng thống. Ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump đã tổ chức cuộc vận động tranh cử quy mô lớn tại bang New York, nơi có truyền thống ủng hộ Đảng Dân chủ. Trong bài phát biểu kéo dài hơn 1 tiếng rưỡi, cựu tổng thống Mỹ đã đề cập tới nhiều vấn đề cử tri quan tâm như tình hình kinh tế, tỷ lệ tội phạm gia tăng, việc làm và kế hoạch trục xuất người nhập cư không có giấy tờ. Về chính sách đối ngoại, ông Trump đã nói về Nga và Trung Quốc. Ông Trump khẳng định ông là sự lựa chọn tốt hơn cho các cử tri da màu và cử tri gốc Tây Ban Nha so với Tổng thống đương nhiệm Biden. Ông bày tỏ tin tưởng mình có thể giành chiến thắng ở bang New York, điều mà không một ứng cử viên Tổng thống nào của Đảng Cộng Hòa làm được kể từ năm 1984. Hàn Quốc đã tổ chức sự kiện kỷ niệm Ngày Đất Ngập Nước Thế Giới năm 2024 tại Bắc Chơn La. Sự kiện năm nay được tổ chức tại trung tâm Bãi Triều, nơi có một trong những bãi bồi tiêu biểu của Hàn Quốc và được đăng ký là Di sản Thiên nhiên Thế giới của UNESCO. Chủ đề của sự kiện là chúng ta cùng tồn tại với các vùng đất ngập nước với niềm hy vọng cho tương lai. Hiện Seoul đang có kế hoạch thúc đẩy giai đoạn 2 của quá trình được UNESCO công nhận, nhằm quảng bá sự độc đáo của các bãi bồi của Hàn Quốc và đảm bảo kết nối hệ sinh thái giữa các bãi bồi. Sự kiện này nhằm vận động người dân đồng thuận và cùng tham gia hoạt động bảo tồn bền vững. Hàn Quốc đã tổ chức các sự kiện liên quan từ năm 2002. Ban tổ chức Thế vận hội Olympic và Thế vận hội Người khuyết tật Paralympic Paris 2024 đã chính thức ra mắt bục vinh quang sử dụng cho các sự kiện trao giải. Giống như các huy chương, thiết kế của bục trao giải cũng lấy cảm hứng từ tháp Eiffel nổi tiếng với cấu trúc viền kim loại bao quanh bề mặt bên ngoài. Với tông màu xám trắng trang nhã, bục được làm bằng gỗ và 100% nhựa tái chế, đồng thời sử dụng thiết kế gồm các mô đun để đáp ứng nhu cầu của các sự kiện khác nhau. Đối với các vận động viên dự Olympic và Paralympic, việc được bước lên bục vinh quang chính là đánh dấu thành quả của cả một hành trình dài phấn đấu. Thiết kế bục tương tự sẽ được sử dụng cho các sự kiện trao giải trong khuôn khổ Paralympic, nhưng cả ba vận động viên đứng đầu sẽ cùng đứng trên bục có độ cao 20cm để đảm bảo an toàn và tiện lợi, với thiết kế một bên dốc dành cho xe lăn. Thưa quý vị và các bạn, với những người làm nghề bánh bao truyền thống, đây không chỉ là một công việc đơn thuần để kiếm sống, mà còn đòi hỏi sự đam mê và sáng tạo để tạo ra sản phẩm vừa đẹp mắt, vừa đảm bảo chất lượng phục vụ người tiêu dùng. Mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm để có cái nhìn sâu sắc hơn về nghề làm bánh bao qua mục khoảnh khắc hôm nay.
Quan trọng làm cái nghề này nó cũng phải có một cái đam mê. Chứ còn nếu mà không đam mê thì cũng chẳng làm được cái bánh này đâu. Trung bình làm được một mẻ bánh là mất khoảng tầm 2-3 tiếng. Nó còn phụ thuộc vào cái thời tiết, nhiệt độ, ngoài trời. Đòi hỏi người làm phải cẩn thận từ khâu sơ chế nguyên liệu, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tất cả các đồ là phải được vệ sinh sạch sẽ từ khâu trộn cho đến khâu đánh bột và khâu gói bánh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cung cấp, đêm nay và ngày mai do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp mờ có trục qua Bắc Trung Bộ nên thời tiết các địa phương trong tỉnh nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, vùng cao đêm về sáng trời lạnh, có nơi trời rét. Nền nhiệt trung toàn tỉnh tăng cao vào ban ngày thế nhưng sẽ giảm thấp dần về đêm và sáng sớm do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp. Nhiệt độ đo được phổ biến trong ngày tại thành phố Lào Cai là 29 độ C, thị xã Sapa là 22 độ C và huyện Bắc Hà là 25 độ C. Do có sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm là điều kiện cho các loại virus, vi khuẩn phát triển. Người dân cần chú ý vệ sinh môi trường sống sạch sẽ, đảm bảo chế độ dinh dưỡng để phòng chống bệnh, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ, người mắc các bệnh nền. Sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm 24 ngày 25 tháng 5 năm 2024. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 26 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ từ 24 đến 29 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió bắc cấp 2, đêm về sáng trời rét. Nhiệt độ từ 18 đến 21 độ C, độ ẩm trung bình trên 90%. Khu du lịch Bắc Hà nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2. Đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.